Thưa quý vị và bà con, mừng lúa mới là một trong những lễ hội truyền thống độc đáo của cộng đồng người Pana Dơ Rai ở tỉnh Gia Lai nói riêng, vùng Tây Nguyên nói chung. Cứ vào khoảng thời gian cuối năm, khi lúa thóc về kho, bà con các buôn làng sẽ làm lễ mừng lúa mới. Đây là dịp để mọi người chung vui, hưởng thành quả lao động, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới. Nhà rông Làng Ó, xã Gia Vê, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai. Ngay từ sáng sớm, bà con đã tập trung đông đủ tại đây chuẩn bị lễ vật để mừng lúa mới diễn ra theo đúng phong tục truyền thống của người Gia Rai. Cây nêu được đặt ở vị trí trung tâm trước ngôi nhà rông. Các món ăn truyền thống như cơm lam, thịt nướng, rượu ghè bắt buộc phải có trong mâm lễ cúng dường. Nghi lễ thực hiện các bước cúng theo truyền thống, bà con thì ai cũng vui, mừng thành quả lao động mà. Nghi lễ này rất quan trọng đối với người Gia Rai. Hôm nay, làng có cả đội cồng chiêng biểu diễn. Đây cũng là dịp để lớp trẻ hiểu thêm về văn hóa truyền thống, cùng nhau gìn giữ và phát huy. Đồ cúng đã chuẩn bị xong, rượu ghè đã đủ. Cũng là lúc lễ mừng lúa mới bắt đầu. Già làng sẽ là người thông báo với dàn về những kết quả mà bà con dân làng làm được trong năm qua. Đồng thời, cầu mong mưa thuận gió hòa để công việc sản xuất được thuận lợi. Mọi nhà có được một mùa vụ bội thu, đời sống của bà con ngày một sung túc hơn. Công tác phục dựng cái lễ hội lúa mới hôm nay cũng là mang một vấn đề có một ý nghĩa rất là quan trọng, thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền địa phương. Đây là một cái vấn đề để mà nguồn lực động viên cổ vũ cái tinh thần của bà con là phát triển kinh tế và giữ gìn các bản sắc dân tộc của địa phương. Lễ hội như thế này thì chúng ta cũng thấy là cái tính gắn kết trong cộng đồng của bà con. Cái thứ hai là cái gìn giữ cái vốn quý của văn hóa của mình. Cho dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng những người Gia Rai Pana ở các buôn làng Tây Nguyên vẫn ra sức gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình, cùng nhau đoàn kết xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc. Không những thế, ai nấy cũng muốn gửi gắm, giới thiệu đến mọi người nét đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại đã được UNESCO vinh danh.